Chào các bạn, trong tutorial ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn chúng ta đi qua các cái công đoạn chỉnh màu ở trong DaVinci Resolve để chúng ta tìm hiểu cái quy trình chúng ta thực hiện các công đoạn color correction cũng như là color balance và grading cho những cái footage lock của chúng ta quay từ camera. Thì trước khi bắt đầu bài, mình cũng rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh và mong các bạn tiếp tục like, subscribe, chia sẻ kênh để mình có thêm nhiều động lực xây dựng nội dung mới cho chúng ta. Và các bạn nhớ là tất cả những cái software plugin stock footage mà mình sử dụng ở trong bài của mình thì đều có gắn link download trong phần mô tả của video, thì các bạn vui lòng đọc cái phần mô tả để biết cách unlock như download ha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ trong cái file thực hành mà mình cung cấp cho các bạn ở trên cái đường link ở trong phần mô tả của video, thì chúng ta sẽ có các cái footage để thực hành ngày hôm nay. Một cái bộ loop miễn phí bao gồm 70 cái loop để tạo màu từ các bộ phim nổi tiếng của Hollywood, và một cái file XML và để chúng ta có thể đưa vào trong DaVinci để chúng ta có cái timeline để chúng ta thực hành. Thì chúng ta sẽ bắt đầu thực hành với các cái tài nguyên này. Rồi thì ở đây thì mình sẽ tạo một cái project mới. Trong phần edit thì chúng ta sẽ vào trong cái media pool ở đây, mình bấm chuột phải vào phần timeline import dạng XML. Thì ở đây mình sẽ select cái file XML mà ở trong cái folder thực hành ha. Và chúng ta bấm OK để import cái chuỗi sequence của chúng ta vào. Ở đây chúng ta có một cái clip cô gái ngồi trên ghế, một cái clip, hai clip anh chàng đốt lửa trên tay. Thì cái clip clip này người ta quay super slow motion, clip sau cũng là super slow motion ha. Thì ở đây thì mình sẽ bấm chuột phải vào cái clip hai anh chàng này, bấm chuột phải vào enable cái real time control, và mình sẽ kéo tăng cái tốc độ lên khoảng 350%. Với cái clip thứ ba cũng vậy, mình cũng sẽ bấm chuột phải enable cái real time control, tăng nó lên khoảng 313%, được chưa? 350%. Thì như vậy chúng ta sẽ trả lại được cái tốc độ bình thường của cái clip. Rồi thì bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ thực hiện vào phần chỉnh màu của mình. Rồi thì trước khi vào chỉnh màu, chúng ta sẽ nắm bắt sơ qua các công đoạn. Thì ở đây các bạn thấy là chúng ta từ một cái video với định dạng profile lock được quay ra từ các cái camera chuyên nghiệp, chúng ta sẽ transform nó trở thành vector chính, đó là cái gamma space dành cho các cái màn hình TV, màn hình máy tính của chúng ta. Sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện các cái công đoạn về gray. Chúng ta sẽ cho cái video của chúng ta một cái lớp màu sắc. Chúng ta sẽ thêm vào các cái hiệu ứng chẳng hạn như là glow, vignette, grain, blur, vân vân. Thì ở đây thì các bạn thấy là cái quy trình như vậy nó sẽ giúp chúng ta tạo ra một cái cảnh quay nó thú vị từ cái video log của chúng ta. Thì cái một trong những cái hiệu quả khi mà người ta quay bằng cái profile log đó là những cái video dạng raw như vậy nó sẽ cung cấp cho chúng ta một cái dải ánh sáng gamma rất là rộng, và giúp chúng ta có được cái sự tự do khi mà chúng ta thực hiện chỉnh màu. Chúng ta sẽ có thể tùy chỉnh được những khu vực rất sáng và rất tối của hình ảnh ha, để mà mang lại cái độ dynamic range cao cho cái hình ảnh của chúng ta. Rồi thì tuân theo đúng cái quy trình như vậy thì mình sẽ vào trong DaVinci Resolve, còn chúng ta thực hiện chỉnh màu. Ở đây thì mình qua cái tab color, và ở đây thì mình sẽ bật cái clip lên để chúng ta thấy các cái clip hiện tại có trên timeline của mình. Ở đây thì mình sẽ chỉnh màu cái clip anh chàng này đi. Thì ở đây thì mình sẽ vừa chỉnh, chúng ta vừa phải quan sát cái color scope này để mà chúng ta có thể kiểm tra xem là cái kết quả chỉnh màu của chúng ta nó có ổn hay không. Thì ở đây thì chúng ta có cái công cụ auto balance của DaVinci Resolve. Chúng ta bấm vào cái biểu tượng chữ A ở cái góc bên trái của cái color wheel, thì các bạn thấy là chúng ta nó tự động cân màu cho mình. Nhưng mà ở đây các bạn thấy là với cái cách thực hiện này nó sẽ làm cho hình ảnh chúng ta bị contrast quá cao, thì chúng ta sẽ khó có thể đảm bảo được không bị mất cái dữ liệu về màu sắc ở trong video của mình. Thế cho nên ở đây thì mình sẽ reset cái kết quả auto balance của DaVinci xong lại.
Ở đây thì mình sẽ đi vào các cái vòng tròn màu. Ở đây thì chúng ta có vòng tròn là clip ở đây. Thì các bạn thấy khi mình đẩy vòng tròn clip thì các cái màu sắc của chúng ta nó sẽ được đẩy cao lên như thế này, tức là nó sẽ tác động chủ yếu vào cái phần shadow đúng không? Còn cái phần highlight nó sẽ cố gắng giữ lại, mặc dù nó cũng bị tác động một chút ha. Tương tự thì chúng ta có cái gain ngược lại là nó tác động vào vùng sáng, và các bạn quan sát cái coloscope các bạn sẽ thấy là cái vùng sáng nó di chuyển, còn vùng tối thì nó cố gắng nó giữ lại chúng ta. Gamma thì tất nhiên là cái đoạn ở giữa ha, cái vùng ở giữa của chúng ta. Thì ở đây thì chúng ta có thể qua cái vòng tròn màu, nó có cái chữ lock ở đây. Cái vòng tròn màu này nó sẽ tác động chính xác hơn vào từng khu vực sáng tối của mình. Ở đây thì ví dụ là chúng ta đẩy cái highlight thì các bạn thấy là cái khu vực, các bạn nhìn vào cái coloscope, khu vực sáng của mình nó sẽ bị tác động, nhưng mà nó rất là bị giới hạn lại trong khu vực sáng ha, hầu như cái khu vực tối chúng ta không bị tác động. Và đó là cái thế mạnh của cái vòng tròn lock này. Tương tự là cái shadow của mình, chúng ta thấy chúng ta thay đổi thì cái shadow, chỉ riêng khu vực shadow bị ảnh hưởng thôi, rất là tốt đấy. Rồi thì ở đây thì mình sẽ reset tất cả lại ha. Thì bây giờ thì tại vì cái profile của chúng ta quay ở đây là lock, cho nên là mình sẽ select cái node của mình, bấm chuột phải, chúng ta add một cái serial node ở phía sau. Với cái serial node này mình bấm chuột phải và mình áp một cái loop để convert. Thì ở đây thì chúng ta sẽ vào trong phần Ari, mình sẽ chọn cái Loxy to Rec 709 để convert cái video này ra thành 709 ha, từ log thành 709. Thì các bạn thấy là nó sẽ tự động nó cân lại màu chúng ta, và các bạn thấy là nhìn vào cái coloscope thì các bạn thấy nó tốt hơn cái kết quả autobalance hồi nãy rất là nhiều, vì cái kênh màu đỏ, vì tất cả các kênh của chúng ta nó không có bị chạm ngưỡng ha. Rồi vậy thì ở đây chúng ta xem lại cái kết quả, thì các bạn thấy là cái kênh màu đỏ chúng ta và nó cũng chưa cân bằng lắm với kênh màu xanh dương và kênh màu xanh lá cây. Thế cho nên đây thì mình sẽ can thiệp một chút vào cái phần này, mình sẽ giảm cái kênh màu đỏ xuống một chút ở trong cái mùng highlight. Kênh màu xanh mình sẽ giảm xuống một chút, thì như vậy thì chúng ta sẽ cân bằng lại cái màu ở trong cái quốc tịch của chúng ta. Trong vùng tối thì mình thấy là nó cũng khá là cân bằng rồi ha. Rồi thì sau khi chúng ta đã cân lại màu như thế này thì chúng ta có thể bắt đầu áp vào những cái chỉnh màu tiếp theo. Ở đây thì mình sẽ chỉnh theo cái tông màu teal and orange, tức là tông màu xanh lơ và vàng đậm, vàng đỏ ha. Cũng khá là hot hiện nay trong các cái phim điện ảnh của chúng ta. Thì ở đây thì mình sẽ bấm chuột phải, ép một cái node serial tiếp theo. Với cái node này thì mình sẽ dùng công cụ qualifier, mình click vào cái biểu tượng ống hút ở đây, qualifier, sau đó mình xuống mình chọn mục 3D. Trong cái mục 3D này thì bắt đầu mình sẽ dùng cái ống hút của mình, và chúng ta sẽ chích màu ở trên màn hình, và các bạn thấy là mình sẽ chích đến khi nào mình lấy được cái vùng da, toàn bộ cái vùng da của anh chàng này. Rồi thì sau khi xong mình nhả con chuột ra thì các bạn thấy là chúng ta sẽ lấy được cái vùng chọn của chúng ta ở trên cái nốt này. Và bây giờ để xem kết quả thì mình sẽ bấm vào cái nút highlight ở góc trái của cái màn hình viewer của chúng ta để chúng ta thấy kết quả chọn của mình. Ở đây thì mình sẽ vào trong cái mục matte finish, mình sẽ tăng cái blur radius này lên ha, để làm cho cái vùng chọn nó mờ đi một chút, thì chúng ta sẽ khi chỉnh màu nó sẽ đỡ bị sắc hơn. Rồi sau khi xong như thế này, mình tắt cái chế độ highlight đi. Thì bây giờ mình bắt đầu có thể chỉnh cái vùng da của cái anh chàng này của mình. Thì đây mình sẽ vào phần highlight của cái vòng tròn màu của mình, mình sẽ đẩy cái màu da của mình lên, và mình sẽ đẩy cho nó về phía màu vàng đỏ ha. Rồi bạn cố gắng, chúng ta vừa chỉnh chúng ta vừa quan sát cái coloscope để cho cái màu sắc chúng ta không bị chạm ngưỡng. Rồi sau khi mà mình đã chỉnh xong cái màu da của mình thì chúng ta sẽ lại bấm chuột phải, ép một cái nốt, lần này mình sẽ ép cái nốt outside.
Node outside này có nghĩa là nó sẽ lấy cái kết quả key của cái node trước, đúng không? Nó đảo ngược lại, và như vậy chúng ta sẽ có cái kết quả key hiện tại của mình sẽ là cái vùng background ha. Vậy thì bây giờ mình select cái node này, mình sẽ ngược lại, mình sẽ đẩy cho nó cái màu xanh ha, được chưa? Và mình cũng sẽ đẩy cái màu xanh cho cái vùng shadow và midtone của chúng ta. Như vậy thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có cái tông màu teal and orange của mình, được chưa? Đấy, chúng ta sẽ kéo lại cái màu đỏ của chúng ta để cái màu đỏ chúng ta nó không bị chạm ngưỡng, được chưa? Rồi, như vậy là các bạn thấy chúng ta đã có cái tông màu teal and orange của mình. Và ở đây thì mình sẽ đẩy thêm một chút. Rồi thì sau khi mà mình đã có được cái look của cái video này và mình thấy cũng khá là ok rồi, thì mình sẽ áp dụng cái tông màu này vào trong các cái clip còn lại ha. Thì ở đây thì mình sẽ bật cái cửa sổ gallery lên, bấm chuột phải vào cái viewer của mình, chọn grab still, chúng ta sẽ có một cái still nó nằm ở trong cái cửa sổ gallery. Thì bây giờ mình chuyển qua các cái video khác, thì mình sẽ kéo cái still này vào trong các cái video của chúng ta, và như vậy thì chúng ta sẽ áp dụng được cùng một cái hiệu ứng các cái hiệu ứng chỉnh màu vào trong cái video của mình, được chưa? Và tất nhiên thì với các cái cảnh quay khác nhau chúng ta có thể có những cái treatment khác nhau. Thì ở đây thì ví dụ sau khi chúng ta thực hiện chỉnh màu xong theo đúng như cái quy trình hồi nãy, thì chúng ta có thể ví dụ với cảnh quay cô gái này, mình sẽ thêm một cái hiệu ứng glow cho cái vùng cái những cái đèn sáng này, thì mình sẽ add một cái nốt serial vào phía sau nữa. Và cái nốt này thì mình sẽ vào phần effect search cái chữ glow, được chưa? Và mình sẽ ném cái hiệu ứng glow này vào trong cái video của cô gái. Thì như vậy các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có cái hiệu ứng glow cho cái đèn của cô gái này. Rồi tiếp theo nữa thì mình sẽ có thể add một cái serial phía sau nữa, và cái serial này thì mình sẽ tạo hiệu ứng vignette. Chúng ta sẽ vào effect, đánh vào chữ vignette, và mình sẽ kéo cái hiệu ứng vignette vào cái clip cô gái này. Tất nhiên là chúng ta sẽ phải tùy chỉnh lại kích thước của cái vignette và độ mờ của cái vignette này. Mình chỉ cần một cái hiệu ứng vignette nhẹ thôi ha. Đấy. Và như vậy là chúng ta đã có cái tông màu và các cái hiệu ứng cần thiết cho cái video của chúng ta ha. Thì ở đây thì chúng ta sẽ thấy cái kết quả trước và sau khi chỉnh màu ở đây thì rất là nhanh ha. Thì để cho tiết kiệm thời gian cho các bạn, thì ở đây thì mình có thể select tất cả những cái nốt này, mình tạm thời tắt đi. Rồi, thì ở đây thì mình sẽ add một cái nốt parallel. Rồi, mình sẽ nối cái đường này vào trong cái output của chúng ta. Rồi, với cái nốt parallel này thì mình sẽ áp dụng loop trong cái bộ loop mà mình cung cấp ở trong cái file thực hành của mình ha. Để các bạn có thể áp dụng nhanh các cái 70 cái loop dùng cho phim. Thì để áp gọi là để load cái loop này ra, chúng ta bấm vào cái biểu tượng bánh răng ở phía góc phải màn hình của DaVinci Resolve, mình vào phần Color Management, trong phần loop ở đây chúng ta open cái loop folder lên. Thì các bạn sẽ copy cái folder 70 CCC loop này, chúng ta copy nó và
ném vào trong cái folder, ném vào trong cái folder của Dimension vừa mới mở ra. Sau đó chúng ta bấm vào nút Update List này, bấm Save ha. Thì như vậy chúng ta sẽ load được 70 cái nút đó vào. Và để áp dụng nó vào thì ở đây thì đơn giản chúng ta sẽ bấm chuột phải vào đây. Ở đây thì mình cũng sẽ cũng làm tương tự như nãy, mình sẽ add một cái nốt serial để chúng ta convert cái cảnh quay chúng ta thành Loxy. Sau đó thì chúng ta mới add một cái nốt serial nữa, và lần này thì mình sẽ áp cái loop ở trong cái bộ 70cc loop của mình. Trong đây thì trong cái phần loop loop mình sẽ có cái teal and orange mà người ta đã áp sẵn cho mình, và như vậy thì chúng ta cũng thấy là chúng ta chỉ cần có vài bước áp loop như vậy thì nó cũng đã tạo chúng ta cái tông màu mà chúng ta cần ha. Được chưa? Rồi thì một lần nữa thì cái tutorial ngắn này xin được phép kết thúc ở đây. Hy vọng là nó sẽ có ích cho các bạn trong việc chúng ta thực hiện các cái công đoạn chỉnh màu theo đúng cái quy trình profile loop của chúng ta. Thì một lần nữa thì rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh, và mong là các bạn tiếp tục like, subscribe, chia sẻ kênh để mình có thêm nhiều động lực xây dựng những nội dung mới cho chúng ta. Và các bạn nhớ là tất cả những cái software, plugin, stock footage mà mình sử dụng trong các bài của mình, và ví dụ như là cái file thực hành ngày hôm nay, thì đều có gắn link download trong phần mô tả của video. Thì các bạn vui lòng đọc cái phần mô tả để biết cách unlock link download ha. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi, và hẹn gặp lại.